Đấu phá thương khung phần 4 tập 33. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và như anh em xem video này, nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Ha ha, Lão Áo, người cũng dẫn người tới hay sao? Trong bầu không khí bình tĩnh của đại sảnh, một tiếng cười già nua vang lên, liền đem nó đánh tan. Theo thanh âm ánh mắt rời qua, Tiêu Viêm chợt phát hiện tại bên trái đại sảnh trên một bậc cao, một vài lão già thân mặc bào phục luyện dược sư đang đứng ở đó cười híp mắt. Thanh âm vừa rồi đúng là một lão nhân tóc trắng như là tuyết ở trong đó phát ra. Đó là công hội phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ, cũng là sư phụ của tiểu công chúa. Mỉm cười với lão nhân đang giơ tay lên, Áo Thác nghiêng đầu cùng với Tiêu Viêm thấp giọng nói. Phải rồi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Áo Thác liếc mắt một cái nhìn những thanh niên trong đại sảnh, vỗ vỗ bả vai của Tiêu Viêm an ủi nói. Bất kể nhãn quan của những tên gia hỏa này như thế nào, có thể ở cái tuổi này trở thành tam phẩm luyện dược sư, hiển nhiên đều là hạng người thiên phú cực kỳ kiệt xuất, có chút ngạo khí cũng là tự nhiên. Không có đạt tới cấp bậc như của bọn họ cũng không quá mức để ý đến tới. Thanh niên có chút bản lĩnh, phần lớn đều như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười cũng không có nói gì. Theo ta đi gặp mấy lão già kia chứ, bọn họ ở trong Giả Ma Đế Quốc là những người có thế lực rất lớn. Áo Thác vừa nói, hướng tới trên đài cao đi tới, Tiêu Viêm chần chừ một hồi cũng chỉ đành đi theo. Áo Thác bước nhanh đi tới thượng đài, cùng với vài lão nhân tuổi tác không sai biệt cho lắm trên nhau cười nói một trận. Mà Tiêu Viêm thì là an tĩnh đứng ở phía sau hắn, không có ý nghĩ gì chủ động tiến lên chào hỏi. Lão Áo, đó có phải là tuyển thủ của Hắc Nham Thành các ngươi lựa chọn hay không? Sau khi cười nói, một lão nhân tóc trắng như tuyết cười ra nhìn Tiêu Viêm đang đứng một bên hỏi. Khẽ nâng ánh mắt, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua về lão nhân có địa vị rõ ràng là không thấp tại luyện dược sư công hội. Một thân luyện dược sư trường bào cực kỳ tinh tế, trên khuôn mặt hiện lên đầy nếp nhăn đang có chút tiếu ý. Ánh mắt đục ngầu, bình tĩnh mà ôn hòa liếc mắt nhìn qua. Trừ bỏ trên thân thể mặc bộ trường bào đại biểu thân phận, cùng với chiếc lồng ngực bốn đường màu bạc sóng gợn lóe ra quang mang kỳ dị. Nghiễm nhiên chỉ là bộ dáng của một lão nhân bình thường, cũng không có khí thế quá mức đặc thù. Nhưng chính là vị lão nhân bình thường này lại nắm trong tay gần một nửa lực lượng của luyện dược sư công hội. Trong lúc Tiêu Viêm đánh giá Thiết Mễ Nhĩ thì hắn cũng thầm tại trên dưới đánh giá Tiêu Viêm. Dung mạo tầm thường, đồng dạng cũng không có cái gì đặc sắc, duy nhất làm cho Thiết Mễ Nhĩ có chút kinh ngạc vẫn là đối phương vẫn giữ thần sắc không đổi. Có thể trước ánh mắt dò xét của tứ phẩm luyện dược sư mà vẫn duy trì được tỉnh táo không quan tâm hơn thua. Loại định lực này ở người tuổi trẻ vẫn là tương đối hiếm thấy. Phải rồi, hắn gọi là Nham Kiêu, tiềm lực không tồi, Áo Thác cười gật đầu. Sau đó quay đầu hướng Tiêu Viêm giới thiệu lần nữa. Vị này là công hội phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Người khỏe chứ, Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng? Tiêu Viêm khẽ cười cười nhìn Thiết Mễ Nhĩ lễ phép khom người. À tiểu tử, hy vọng người sẽ không làm cho đề cử của Áo Thác mất đi hiệu lực, nếu không thật sự là làm cho cái mặt già của hắn mất hết. Nhìn thoáng qua nhị phẩm huy chương lơ ngực Tiêu Viêm, Thiết Mễ Nhĩ hướng về phía Áo Thác ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Ở cái loại đại tái cấp bậc này, nhị phẩm luyện dược sư cho dù là trước 20 tuổi đã tới điều đó khó có thể tiến vào. Tiêu Viêm nhún vai rồi nói, ta tin tưởng ít nhất là có khả năng qua đợt kiểm tra này. Thiết Mễ Nhĩ gật đầu cười rồi nói, có tự tin là tốt, bởi vì mỗi người do phân hội trưởng đề cử, thực lực đều là rất mạnh, cho nên chúng ta bên trong kiểm tra cũng sẽ có chút khó khăn. Ồ, vậy ta sẽ cố gắng hết sức. Thiết Mễ Nhĩ lại mỉm cười nói, thời gian sắp tới rồi, ta cũng không nhiều lời. Người trước đi xuống, trách nhiệm lập tức sẽ phải bắt đầu rồi. Gật đầu, Tiêu Viêm xoay ngửa đi xuống đài. Sau đó tại phía dưới trong đại sảnh một vòng những thanh niên tham gia an tĩnh đi tới một góc, khoanh tay đứng. Nhìn bóng sáng của Tiêu Viêm, Thiết Mễ Nhĩ hướng về phía Áo Thác đứng cạnh với bác sĩ rồi nói, này Lão Áo, Hắc Nham Thành các ngươi nói như thế nào cũng là một tòa đại thành thí, khó có khả năng ngay cả một thanh niên tam phẩm luyện dược sư tìm cũng không ra chứ. Hai tay cắm ở tay áo bảo rộng tùng tinh, Áo Thác cười híp mắt rồi nói, ta tin tưởng hắn. Lắc đầu, Thiết Mễ Nhĩ nói, ây người lão gia hỏa này, nếu như lần này các ngươi không có ai tại đại hội biểu hiện kiệt xuất, vậy năm nay đừng trách kinh phí phải giảm nha, việc này ta phải làm công tâm, quan hệ cho dù tốt cũng vô dụng. Áo Thác cười gật đầu, không còn tiếp tục dây dưa đề tài này rồi nói, đã đến giờ bắt đầu trách nhiệm đi. Nghe vậy, Thiết Mễ Nhĩ cũng không có nói thêm, đem ánh mắt rời về phía dưới của mọi người, ngón tay chỉ vào vị trí bên trái đại sảnh, nơi đó vách tường hạ xuống rất nhiều tấm rèm màu đen, mỗi phía sau một cái rèm đều có một cái phòng nhỏ dành cho một người. Đó là trường thi của các ngươi. Mọi người đều biết dược liệu đè luyện là một bước rất quan trọng khi luyện chế đan dược, mà chúng ta lần này trách nhiệm chính là khảo cứu đối với đè luyện dược liệu. Ở trên bàn phía trong mỗi phòng, dược liệu cần để trách nhiệm đã chuẩn bị đầy đủ. Việc các ngươi cần phải làm đó là tại thời gian nhất định ở bên trong
đem dược liệu đều luyện đến khả năng đạt đủ độ thuần cự hạn có thể. Khi đồng hồ cát hoàn toàn chảy hết, vẫn không hoàn thành để luyện, cũng sẽ thất bại. Hơn nữa, thành công, các lão gia hỏa chúng ta sẽ giám khảo. Nếu như các ngươi đều luyện ra dược liệu, vẫn chưa đạt tới yêu cầu của chúng ta, đồng dạng là sẽ nhận thất bại, mà kết cục thất bại, đó là mất đi tư cách tham gia thi đấu. Thiết Mễ Nhĩ chỉ vào đồng hồ cát trên bàn, liếc mắt nhìn những thanh niên phía trước, thản nhiên cười nói. Nghe trừng phạt khi thất bại nghiêm khắc như thế, phía dưới người tuổi trẻ tham gia hai mặt nhìn nhau. Trừ bỏ số ít người ở ngoài, sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới, Thiết Mễ Nhĩ ánh mắt đột nhiên dừng ở trên người Tiêu Viêm đang khoanh tay đứng ở một góc. Nhìn sắc mặt bình thản của hắn, không khỏi sững người ra, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, tiểu gia hỏa thật là có điểm bản lãnh. Tốt lắm, bắt đầu đi, chú ý đồng hồ cát thời gian. Vỗ vỗ tay, Thiết Mễ Nhĩ đem ánh mắt từ trên người Tiêu Viêm rời đi, cười rồi nói. Nghe vậy, trong đại sảnh mọi người đang túm lăm tụm ba, mỗi người đều hướng về phía bên trái đi đến. Sau đó vén bức màn che màu đen đi vào. Tiêu Viêm cũng tìm một cửa màn che, vừa mới chuẩn bị đi vào, phía sau truyền đến tiếng cười, làm cho hắn ngừng bước, khuôn mặt bình tĩnh quay đầu nhìn lại. Liễu Linh đến gần Tiêu Viêm, mỉm cười rồi nói, chỉ bất quá nụ cười âm lãnh lại là làm cho Tiêu Viêm nhíu mày. Ây, không nghĩ tới Nhằm Kiều huynh đệ cũng tham gia loại kiểm tra này. Chúng ta thật đúng là có chút duyên phận đó. Tiêu Viêm nhàn nhạt thản nhiên liếc mắt nhìn hắn rồi nói, được người ta kéo đến mà thôi. Nhằm Kiều huynh đệ thật là buồn cười, mặc dù cấp bậc của ngươi không được, nhưng lại có được cái loại kỳ vật như là dị hỏa kia. Để mà nói, thành tích sẽ không quá thấp. Liễu Linh ánh mắt tại khuôn mặt Tiêu Viêm đảo một cái. Nói thật ra, hắn đối với Tiêu Viêm có hay không có được dị hỏa vẫn duy trì hoài nghi rất lớn. Dù sao chuyện kiểu này chỉ là phỏng đoán của hắn. Dù sao hắn cũng từng hỏi Lạp Lan Yên Nhiên, bất quá đối với loại có chút bí ẩn như vậy, Lạp Lan Yên Nhiên cũng không có nói cho hắn cái đáp án xác thực. Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến nhún vai, vẫn chưa trả lời, thuận miệng ứng phó một câu sau đó vén bức màn đi vào, để lại Liễu Linh nhíu mày đứng ở lời đó. Âm thanh thanh thúy tại phía sau Liễu Linh vang lên, chính là tiểu công chúa Mỹ Lệ đang cười cười đi tới. Nhìn liếc mắt Tiêu Viêm biến mất, thản nhiên cười nói, Liễu đại ca, con không đi vào. Hướng về phía tiểu công chúa đang như hòa cười cười, Liễu Linh nhẹ giọng rồi nói, gặp được người quen, tiểu công chúa liệu có hứng thú, có thể giới thiệu với người. Quên đi, một nhị phẩm luyện dược sư, ta cũng không có quan tâm làm gì. Tiểu công chúa miễn cưỡng lắc đầu, rõ ràng làng đối với Tiêu Viêm hứng thú cũng không giống với Liễu Linh đậm như vậy. Dù sao, mặc kệ thân phận, thực lực, dung mạo đại loại, Liễu Linh đều vượt xa hắn. Ây, tùy người thôi, Liễu Linh khẽ cười cười. Tiểu công chúa thái độ coi thường Tiêu Viêm như vậy, thật ra làm trong lòng hắn có chút khoái ý. Tại Lạp Lan gia tộc, Lạp Lan lão gia tử đối với Tiêu Viêm coi trọng, làm cho thiên tài được tôn sùng như là Liễu Linh trong lòng cảm thấy bất bình. Ta đi vào trước, Liễu Linh đại ca cũng không nên bất bại bởi ta. Hướng về Liễu Linh, hai mắt đẹp đẽ mở trừng, sau đó tiểu công chúa nhẹ nhàng tiến vào một bức màn che. Cười gật đầu, nhìn đại sảnh đã trở nên vắng vẻ, Liễu Linh cũng không trì hoãn, không nhanh không chậm vẽ một bức màn tiến vào. Thái độ thong dong khiến trên đài cao Thiết Mễ Nhĩ than thở gật đầu. Lần này trách nhiệm đề tài không tồi, đại luyện dược tài không chỉ có là thi thố luyện dược, còn là khảo cứu năng lực khống chế hỏa. Chỉ một cái khảo nghiệm này, ta có thể đặt khái khảo nghiệm ra một ít năng lực của tiểu tử kia. Nhìn đại sảnh trống rỗng, áo tháp quay đầu hướng về phía Thiết Mễ Nhĩ cười rồi nói. Thiết Mễ Nhĩ cười gật đầu, ngồi xuống ghế bưng chén trà nhấp một ngụm, cười híp mắt rồi nói. Kế tiếp cho chúng ta nhìn một chút ai có thể đè luyện dược tài giỏi nhất. Tiến vào sau bức màn, một cái phòng nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Viêm, căn phòng cũng không rộng lớn, được bày trí sạch sẽ, tại sát tường của căn phòng có một thạch bàn, phía trên bàn đặt một cái đồng hồ cát cùng với các loại dược liệu chỉnh tề. Đi tới bên cạnh bàn, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua một khối dược liệu màu đen, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một nét thoáng kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm rồi nói, cư nhiên lại là một gốc hắc thiết linh hiệp. Thứ này để luyện phải tiêu hao rất là nhiều khí lực, lão gia hỏa này thật đúng là không có nhân tính. Lắc đầu, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ phất lên trên lạp giới, sức đỉnh màu đỏ liền xuất hiện, đặt trên thạch bàn, cầm lấy một gốc hắc thiết linh hiệp trong tay. Sau đó khẽ nhíu mày, hắn đang khổ não đến tuyệt cùng có hay không vận dụng thanh liền địa tâm hóa. Trầm ngâm chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm lắc đầu, hắn cũng không nghĩ đến ở loại trắc nghiệm sơ bộ này đã phải vận dụng đến con át chủ bài của mình. Loại kiểm tra đơn giản này, sử dụng thanh liên địa tâm hóa không thể nghi ngờ là giết gà dùng dao mổ trâu. Ngón tay khẽ bắn ra, một dược hoàn màu tím xuất hiện ở song chỉ. Liền đó Tiêu Viêm bỏ vào trong miệng, hơi hơi tước độc. Sau đó phun ra một ngụm, nhất thời một đoàn tử sắc hỏa diễm bạo dũng ra. Sau đó bị Tiêu Viêm nắm tại trong lòng bàn tay. Nắm tử sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm khẽ cười cười, bởi vì thuần vẹn tử hỏa là lần đầu tiên, cho nên hiện tại đối với loại hỏa diễm này, hắn đồng dạng cũng có thể khống chế cực kỳ thuần thục. Mặc dù vẫn như cũ, cường độ khống chế so ra kém hơn với thanh hỏa, nhưng để dùng luyện hắc thiếp linh hiệp thật ra là không có bao nhiêu vấn đề.
linh hồn lực lượng chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể, sau đó khống chế đoàn tử sắc hỏa diễm, chậm rãi quan chú tiếp nhập bên trong đỉnh lô. Nhất thời, dược đỉnh lạnh lẽo bắt đầu nóng dần lên, tử sắc hỏa diễm cũng ở bên trong đó bốc lên lườm lượp. Nhà nhạt nhìn tử sắc hỏa diễm sáng ngời, Tiêu Viêm bàn tay gương lên, hắc thiếp linh hiệp liền rời khỏi tay phóng vào trong dược đỉnh. Tử hắc hỏa diễm mãnh liệt dâng lên, đem nó bao vây vào trong, bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Mười ngón linh hoạt ở trước người khiêu động, sau một lát, Tiêu Viêm khống chế càng thêm thuần tay, con mắt từ từ nhắm lại, toàn bộ dựa vào cảm giác khống chế nhiệt độ của hỏa diễm. Tại đài luyện lúc này, các trong chiếc đồng hồ đặt trên thạch bàn cũng đang dần dần giảm xuống. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước đấu phá thương khung phần 4 tập 34 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.